Nguyễn Thúc Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Nguyễn Thúc Phượng xin được gửi đến quý vị tiểu sử của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, một danh tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong hoàn cảnh lịch sử khó khăn của Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Ngô Quang Trưởng là một tướng lãnh của chiến trường, một vị tướng xuất sắc nhất trong hàng tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã phục vụ trong quân đội từ năm 1954 đến 1975. Ông cũng được xem là người hùng Quảng Trị khi đánh bật quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt tái chiếm Quảng Trị vào năm 1972. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, số quân 49/100.012, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1929 tại Kiến Hòa, nhập ngũ ngày 17 tháng 11 năm 1953, tốt nghiệp khóa 4 sĩ quan trừ bị Thủ Đức tháng 6 năm 1954, ra trường với cấp bậc trung úy, được bổ nhiệm đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 5, nhảy dù. Năm 1955, ông tham gia cuộc tiểu trừ lực lượng Bình Xuyên và được đặc cách thăng cấp trung úy tại mặt trận. Năm 1963, ông được thăng cấp đại úy. Năm 1964, ông thăng cấp thiếu tá và được bổ nhiệm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 5, nhảy dù. Cùng năm 1964, tiểu đoàn 5 nhảy dù do ông chỉ huy được trực thăng vận nhảy vào mật khu Đỗ Xá thuộc quận Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, phá vỡ căn cứ địa của Bộ Tư lệnh Mặt trận B1 của Cộng sản Bắc Việt, tịch thu 160 súng đủ loại. Cũng trong thời gian này, ông đã anh dũng cứu mạng một cố vấn Hoa Kỳ bị trọng thương, đại úy Thomas Throckmorton, con của Trung tướng John Throckmorton, chỉ huy phó Maxwell lúc bây giờ. Năm 1965, tiểu đoàn 5 nhảy dù do ông chỉ huy được trực thăng vận nhảy vào mật khu Hắc Dịch thuộc vùng núi Ông Trịnh, tỉnh Phước Tuy, Bà Rịa, căn cứ của sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt. Sau 2 ngày chạm súng, nhảy dù đã gây thiệt hại nặng nề cho hai trung đoàn Q-762 và Q-762 thuộc sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt. Ông được đặc cách thăng cấp trung tá tại mặt trận và được tưởng thưởng đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân chương. Năm 1965, sau trận Hắc Dịch, ông được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng lữ đoàn nhảy dù. Đến cuối năm 1965, ông nhận nhiệm vụ tham mưu trưởng sư đoàn nhảy dù. Năm 1966, ông được thăng cấp đại tá. Vào tháng 6 năm 1966, sau cuộc biến động tại miền Trung, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1. Năm 1967, các đơn vị thuộc sư đoàn 1 bộ binh do ông chỉ huy gồm đại đội hắc báo trinh sát cùng chi đoàn 2/7 thiết vận xa M113 do đại úy Nguyễn Hóa chỉ huy, tăng phái tiểu đoàn 9 nhảy dù do thiếu tá Nguyễn Thế Nhã chỉ huy, tấn công, phá vỡ hạ tầng cơ sở và toàn bộ lực lượng Cộng sản thuộc mặt trận Lương Cổ, Đồng Xuyên, Mỹ Xá thuộc quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sau chiến công này, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Năm 1968, các đơn vị thuộc sư đoàn 1 bộ binh do ông chỉ huy tăng phái chiến đoàn 1 nhảy dù, gồm các tiểu đoàn 2, 7 và 9 do Trung tá Lê Quang Lưỡng, sau này là chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, chỉ huy, đã phòng thủ thành công tại Huế trong 26 ngày, từ 30 tháng Giêng đến 24 tháng 2 năm 1968. Các đơn vị này đã đẩy lui các đơn vị xung kích của Cộng sản Bắc Việt, gồm đoàn 5, các tiểu đoàn K4A, K4B, tiểu đoàn 12 đặc công nội thành, thành đoàn Huế, đoàn 6, các tiểu đoàn K11, K6, tiểu đoàn 13 đặc công nội thành Huế, các đại đội đặc công 15, 16, 17, 18, tăng cường
một đại đội xuống phòng không 37 ly, hai đại đội Cộng sản quận Hương Trà, Phong Điền, hai đại đội Biệt Động, Nội Thành Huế và hai tiểu đoàn 46, 48 thuộc đoàn Cù Chính Lan, tức đoàn 9. Tướng John Cushman kể lại, hai ngày trước Tết Mậu Thân, tướng trưởng linh tính cho ông biết sẽ có một chuyện gì đó, một cuộc tấn công của quân Bắc Việt xảy ra và ông cho đặt sư đoàn 1 trong tình trạng báo động. Qua đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, ông cho bỏ lệnh báo động nhưng vẫn giữ sư đoàn 1 trong tình trạng sẵn sàng. Và đêm hôm sau, cuộc tấn công Tết Mậu Thân bắt đầu và kéo dài đến mấy tuần sau. Tướng trưởng và các đơn vị của ông đã giữ vững Huế và gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị tấn công Huế. Sau trận Mậu Thân, ông được đặt cách thăng cấp thiếu tướng. Năm 1970, ông được thăng cấp trung tướng. Trong cuộc hành quân toàn thắng 42 khai diễn ngày 20 tháng 5 năm 1970, quân đoàn 4 đã phối hợp với quân đoàn 3 do tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy vượt biên giới Việt Miên tiến vào mật khu Ba Thu của Cộng sản Bắc Việt tại Mỏ Vẹt. Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh sư đoàn 4 đã hy sinh vì tổ quốc trong cuộc hành quân này. Trung tướng trưởng được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 4 kiêm tư lệnh quân khu 4 và nhận bàn giao quân đoàn vào ngày 24 tháng 8 năm 1970. Ông giữ nhiệm vụ này cho đến đầu tháng 5 năm 1972. Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, quân Cộng sản Bắc Việt mở cuộc tấn công vào quân khu 1. Lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại quân khu 1 bị tổn thất tỉnh Quảng Trị. Tướng Ngô Quang Trưởng được điều động vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, thay thế Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Nhận bàn giao quân đoàn vào ngày 3 tháng 5 năm 1972. Quân dân miền Trung vui mừng khi thấy vị tướng kính mến đã trở lại với quê hương thân yêu của họ và tinh thần chiến đấu của quân và dân vùng 1 lên cao bội phần. Các tân sĩ quan trừ bị Thủ Đức hăng hái tình nguyện chọn về phục vụ tại sư đoàn bộ binh lừng danh nhất của quân đội, sư đoàn 1 bộ binh để bảo vệ phần tuyến đầu của Tổ quốc. Quân khu 1 được tăng cường với toàn bộ lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và được sự yểm trợ từ xa bởi hạm đội 7 Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 48 giờ đã đẩy lui và tái chiếm tỉnh Cổ Thành Quảng Trị cùng tất cả các phần đất ở phía nam sông Mỹ Chánh cửa Việt và gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị của Cộng sản Bắc Việt. Qua những chiến công này, ông được dư luận quốc tế và quốc nội xem là một vị tướng tài giỏi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, với chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, ông bị lấy đi sư đoàn nhảy dù đang cùng sư đoàn 1 và sư đoàn thủy quân lục chiến trấn thủ quân khu 1. Ông được lệnh phải tự thủ Huế, nhưng sau ít lâu lại nhận lệnh di tản toàn bộ quân đoàn 1 vào Đà Nẵng. Do thiếu thời gian chuẩn bị, cuộc di tản hoàn toàn thất bại, gây tổn thất cho lực lượng, quân sự và cơ giới của quân đoàn 1. Thiệt hại đáng kể nhất là việc quân đội Việt Nam Cộng Hòa mất hoàn toàn quyền kiểm soát vùng lãnh thổ có 3 triệu dân và thiệt hại hai sư đoàn thuộc hàng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến đã đưa đến sự sụp đổ toàn bộ miền Nam một cách nhanh chóng, bất ngờ. Trong giờ phút hỗn loạn đó, ông đã ở lại với binh sĩ cho đến giờ phút chót, cuối cùng phải bơi ra tàu xuôi nam. Ông trở về Sài Gòn và lâm bệnh, dưỡng bệnh cho đến khi Sài Gòn thất thủ. Trong những ngày cuối tháng 4 1975, tướng Nguyễn Cao Kỳ đáp trực thăng xuống Bộ Tổng Tham mưu, vô tình gặp Trung tướng trưởng đang có mặt tại đây. Tướng Kỳ mời Trung tướng trưởng cùng di tản ra chiến hạm của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ đang có mặt ngoài Hải Phận. Ông cùng gia đình qua Hoa Kỳ, định cư tại vùng Bắc, tiểu bang Virginia, gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trung tướng Ngô Quang Trưởng từ trần tại Fairfax, Virginia
vào ngày 22 tháng Giêng năm 2007. Nơi quê hương mới, ông đi học lại, ra trường và làm việc cho Association of American Railroad như là một computer analyst cho đến ngày ông về hưu năm 1994. Trong thời gian này, luôn luôn u uất bởi gặm nhấm nỗi buồn và tự ân hận vì việc di tản của quân đoàn 1, ông đã từ chối tiếp xúc với giới truyền thông báo chí, không xuất hiện trong các cuộc sinh hoạt của cộng đồng tị nạn Việt Nam trong vùng. Ông sống những tháng ngày thật ẩn dật. Đã có nhiều giới chức thẩm quyền của chính phủ Hoa Kỳ đến tận nhà thăm viếng ông trong những limousine, kiếm đen quay kiếm. Nhưng những láng giềng chung quanh vẫn không biết ông là ai. Qua báo chí địa phương, sau khi từ trần mới biết rằng láng giềng của họ là một vị tướng nổi danh nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài tài chỉ huy quân sự, ông vẫn luôn được các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào kính trọng vì đời sống hết sức thanh bạch của ông, được mệnh danh là một trong bốn vị tướng thanh liêm trong sạch nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua câu Nhất Thắng, Nguyễn Đức Thắng, Nhì Chinh, Phạm Trọng Chinh, Tam Thanh, Nguyễn Viết Thanh, Tứ Trưởng, Ngô Quang Trưởng. Những ngày ở trại tị nạn Fort Chaffee, Arkansas, ông chỉ có được $20 trong túi do một người bạn tặng. Trung tướng hồi hưu John Gershman trở thành người bạn thân với ông sau thời gian làm việc chung với trung tướng trưởng, cho biết. Trung tướng không có lấy một bộ suit. Vợ trung tướng vẫn nuôi heo tại nhà trong khu cư xá sĩ quan. Cuộc đời binh nghiệp của ông thành công nhờ các biện pháp cứng rắn và sát cánh chiến đấu với binh sĩ ngoài mặt trận, thường xuyên thị sát các tiền đồn hẻo lánh nguy hiểm. Là một vị tướng tác chiến chuyên nghiệp, ông không tham gia và cũng không để bị ảnh hưởng của chính trị và phe phái. Ông đã từng nói, quân đội là quân đội, và tôi chỉ nhận lệnh của Tổng Tư lệnh quân đội. Ông luôn luôn với quân phục tác chiến, áo giáp, nón sắt, bình bi đông nước và cả một cái xẻng cá nhân để làm gương cho thuộc cấp. Đó là hình ảnh của vị tướng tư lệnh vùng, mà đặc biệt đồng bào vùng 1 và vùng 4 khó thể nào quên được. Làm việc 7 ngày một tuần, dành hết tâm trí và công sức cho công vụ. Ông yêu thương thuộc cấp, san sẻ mọi lợi lộc tài chánh, thăng thưởng cho mọi người. Ông được hầu hết quân dân cán chính khen ngợi và tin tưởng ông. Quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt kinh sợ khả năng quân sự của ông. Giữa năm 1974, ông đã làm một việc ngoạn mục rất được lòng dân. Quân nhân của một đơn vị tại vùng 1 đã lùa một đàn bò của dân chúng, đem giấu ở thung lũng Quế Sơn. Khi nghe dân chúng tố cáo, ông đích thân bay đi tìm và đem trao trả cho khổ chủ. Số bò còn thiếu, ông cho trừ lương từ trung đoàn trưởng đến binh sĩ, lấy tiền mua bò, trả đủ số cho dân. Ông không dung dưỡng bao che các việc làm xấu của thuộc cấp. Ông luôn luôn cố gắng tìm kiếm những phương cách tốt đẹp nhất để cải thiện cuộc sống của quân nhân các cấp và gia đình của họ. Trung tướng Ngô Quang Trưởng là con rể của nhà văn tiền chiến Thạch Lam. Trung tướng và phu nhân được tất cả 6 người con, 4 trai 2 gái, tất cả đều đã có gia thất. Ông cũng có được 12 cháu và 2 chắt. Các tác phẩm quân sự của ông. Bắt đầu năm 1979, theo lời mời của Trung tâm Quân sự Quân lực Hoa Kỳ, ông ghi lại kinh nghiệm chiến đấu qua 3 quyển sách hiện còn lưu trữ tại trung tâm kể trên. The Easter Offensive of 1972, xuất bản năm 1983. Territorial Force, 1984 và RFANF and U.S. Operational Cooperational Coordination, 1984. Trung tướng Ngô Quang Trưởng không những được dân quân cán chính miền Nam kính mến thương yêu, mà ông còn được những chiến sĩ
những vị chỉ huy của quân lực Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam kính phục về đức độ cũng như khả năng lãnh đạo và tác chiến của ông. Trong hồi ký của Đại tướng Norman Schwarzkopf, nguyên tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Đông và tư lệnh quân đội đồng minh trong chiến dịch bão sa mạc 1991, ông đã viết về tướng trưởng như sau. General Trương is the most brilliant tactical commander I ever know. Tạm dịch, Trung tướng trưởng là người chỉ huy chiến thuật kiệt xuất nhất mà tôi từng được biết. Cũng trong cuốn hồi ký này, viết năm 1992, Đại tướng Schwarzkopf đã ca ngợi tướng trưởng như một anh hùng trong trận đánh tại thung lũng Aichen. Khi tướng trưởng là trung tá và tướng Schwarzkopf là thiếu tá cố vấn. Đây là trận thử lửa, trận đánh lớn đầu tiên và đẫm máu nhất giữa lực lượng Cộng sản Bắc Việt với lực lượng không kỵ Hoa Kỳ và sau đó với lực lượng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 11 năm 1965. Khi quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt quyết định chuyển từ cuộc chiến tranh du kích sang chiến tranh quy ước, tham chiến với cấp số tiểu đoàn và trung đoàn. Quân Cộng Bắc Việt đã bị tổn thất nặng nề trong trận giao tranh này với lực lượng không kỵ Hoa Kỳ và nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã có thời gian chuẩn bị và ông đã muốn khi ông ra đi, tang lễ phải được cử hành đơn giản, thật đơn giản. Nhưng những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người luôn sống cho tình nghĩa huynh đệ chi binh, biết kính trên nhường dưới, thì không thể nào để một người anh cả đáng kính của quân đội ra đi trong lạnh lùng, không kẻ tiễn đưa. Thế nên đám tang của ông đã được cử hành trọng thể, với đầy đủ lễ nghi quân cách mà những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong có được. Rất đông đảo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa các cấp thuộc các quân binh chủng đã đến để chào tiễn biệt, tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ tiếc rằng nơi ông an nghỉ không phải là nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Bên cạnh mộ phần của hàng ngàn anh linh tử sĩ đã một thời chiến đấu bên ông, đã đời đời yên nghỉ. Những hình ảnh đông đảo trang nghiêm và cảm động của tang lễ đã làm những người dân bản xứ ngạc nhiên và thán phục về tinh thần và kỷ luật tốt đẹp của những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù đã hơn 30 năm qua, nhưng vẫn như ngày nào, vẫn giữ niềm thương yêu và sự kính trọng đối với thượng cấp, đặc biệt trong những giờ phút sau cùng. Một vì sao vừa mất, một cánh dù đã rơi, một vị tướng anh hùng đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng anh hùng tử, khí hùng bất tử, ông đã để lại trong lòng biết bao quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng anh dũng chiến đấu vào sanh ra tử với ông trong những tháng ngày non nước điêu linh, những ngậm ngùi, kính mến, tiếc thương và nhất là đồng bào vùng một vẫn mãi nhớ ơn ông. Có thể giờ đây, khí phách anh linh thanh thản, ông đã trở về với quê hương sau hơn 30 năm trời vì nạn nước lưu lạc xứ người, với nỗi niềm u uất đau buồn không nguôi và không muốn tỏ cùng ai. Để được sum họp với anh linh của biết bao chiến sĩ đồng bào Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng chiến đấu bên ông khi quê hương chìm trong khói lửa, quân thù, nay đã vĩnh viễn yên nghỉ muôn đời trong lòng đất mẹ, thân yêu. Trích bài viết của tác giả BMH. Thưa quý vị, trong một bài viết được đăng trên mạng, ông Nguyễn Tường Thiết, anh họ của phu nhân tướng Ngô Quan Trưởng, có nói đến một chi tiết rất đẹp trong đời sống tình cảm của danh tướng Ngô Quan Trưởng như thế này. Cơ duyên nào mà một vị tướng lừng danh của quân lực miền Nam Việt Nam đã kết duyên với cô con gái lớn của nhà văn tài hoa nhất của Tự Lực Văn Đoàn? Tôi không biết nhiều để trả lời thật đúng cho câu hỏi này. Người có thẩm quyền trả lời là bà trưởng. Mang dòng máu của nhà văn Thạch Lam, tôi nghĩ Nhung nếu muốn viết cũng sẽ dễ thôi. Tôi cũng không có ý định viết hồi ký về anh, vì thật tình tôi không biết nhiều. Thưa quý vị, anh ở đây là ông nói đến tướng trưởng. Chỉ xin ghi lại đây đôi chút kỷ niệm với anh trong dăm lần gặp gỡ hiếm hoi. Trước khi gặp anh lần đầu tiên vào năm 1962, tôi đã nghe lan truyền câu chuyện
về một mối tình tay ba của hai sĩ quan trẻ thuộc hai binh chủng khác nhau của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một không quân và một nhảy dù, với cô con gái lớn của một nhà văn nổi tiếng. Hai quân nhân cùng yêu một cô gái, đó là chuyện thường tình trong cuộc chiến. Điểm đặc biệt là họ lại là đôi bạn rất thân nhau, trước cái chết có thể đến bất cứ khi nào. Họ giao ước với nhau trong tình bạn là nếu người nào nằm xuống trước, thì người kia nguyện sẽ suốt đời chăm lo cho cô gái kia. Người phi công sau đó tử nạn máy bay và định mệnh đã đẩy cô em họ tôi gắn liền cuộc đời với anh trưởng. Sau này nhiều lần gặp Nhung, tôi toan hỏi, nhưng về câu chuyện tình này có đúng thực sự hay không? Nhưng tôi lại thôi không hỏi. Với tôi đó là một huyền thoại đẹp, hay cứ để nguyên vẹn như thế trong trí tưởng tượng của tôi. Thưa quý vị, tang lễ của tướng Ngô Quang Trưởng đã được cử hành với sự hiện diện đông đảo của các thành phần quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Nhưng tro cốt của ông, theo như ý nguyện sau cùng của ông, đã được đem về rải trên đèo Hải Vân ở đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, đây là một đoạn diễn tả việc đó của báo Người Việt. Hoặc tiên bà trưởng chỉ cho rằng lý do tướng trưởng muốn được nằm rải rác trên ngọn Hải Vân là vì ông gắn bó với dân chúng ở miền Trung. Nhưng khi xe leo lên đến đỉnh đèo, bà mới thấy là cảnh ở đây hùng vĩ quá, ngoạn mục quá, không hổ danh là nơi đã được vua Lê Thánh Tông đặt cho là tên đệ nhất hùng quan. Và nếu muốn ở lại quê hương thì có lẽ khó chọn nơi nào lý tưởng hơn. Nằm treo leo trên dãy Trường Sơn, bên là núi, bên là biển, gió mạnh và mây lúc nào cũng bay la đà. Đèo Hải Vân dài 21 km là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên, Huế ở phía Bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía Nam, với đỉnh cao nhất là 496 m so với mực nước biển. Đi qua một vùng biển với những chiếc tàu nhỏ nằm yên trên ven bờ, qua một rừng thông cao che khuất những rặng núi xa mờ, ông Tín, người tài xế rất thân quen với tướng trưởng ngày xưa, cho biết bắt đầu ra cửa biển Đà Nẵng. Chiếc xe tiếp tục chạy ngoằn ngoèo trên ngọn đèo vừa đẹp vừa nguy hiểm. Biển không xanh lơ mà là màu xanh lá non của những ngày không có nắng. Trên bầu trời, xen lẫn tầng mây trong xanh lẫn những làn mây xám. Một bên đường vài cây lau đùa trong gió vật vờ, sóng biển vỗ vào bờ ném lên những làn sóng trắng. Đúng chỗ này rồi anh, một người con gái của bà kêu lên. Có con sông nữa nè, người con khác nói. Sao giống chỗ vẽ trong bức tranh quá, bà trưởng nghĩ thầm. Có cảm tưởng ông đang ở quanh đây, rất gần. Xe dừng bên một cái miếu bên đường. Trời lạnh và gió phần phật. Bà trưởng tay cầm bó hoa huệ, tay cầm bó nhang, đứng co ro trước ngôi miếu. Bốn người con và cả ông tài xế chia nhau hoa nhang, rồi lâm râm khấn vái. Một người con trai tay run run mở bọc tro, bà và những người con mỗi người nắm tro, đứng tựa vào thành sắt trên đường đèo, rồi thay phiên nhau mở rộng tay ra. Nhưng kìa, sao gió mạnh thế mà tro vẫn vón lại thành một khối, vấn vương rồi mới tan ra, tung bay theo gió. Ok, con đưa bà về, một người con gái nói trong tiếng thở dài. Ba happy rồi đó. Thôi goodbye nha ba. Lâu lâu ba về thăm gia đình, người con khác dặn dò. Rải tro xong, bà trưởng tầng gần nhìn cảnh đèo. Những hạt tro như còn vướng vất trên tóc trên áo bà. Gió thổi vi vu. Những gì còn lại của thế phách của cố trung tướng Ngô Quang Trưởng đã được bay vào thinh không, rơi xuống từng ngọn đồi, bám vào từng lá cây, hòa tan trong lòng biển Thái Bình Dương, mãi mãi quấn kết với đất nước Việt Nam, bên cạnh những người dân miền Trung nghèo nàn và mảnh đất mà ông đã và bao chiến sĩ đã xả thân bảo vệ. Bà hơi buồn nhưng nhẹ nhàng, như đã làm xong được một việc canh cánh bên lòng. Tôi thấy anh đã quyết định đúng và thấy thanh thản cho anh ấy, bà chia sẻ.
rồi bạn mơ màng như nói cho một mình nghe. Chế độ nào rồi cũng qua đi, nhưng đất nước muôn đời vẫn là đất nước mình. Cuối cùng, anh đã về được với quê hương. Quý vị vừa nghe tiểu sử của Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trưởng. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng xin kính mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và lưu trữ ở trong kênh. Xin kính chào.